11 thể loại khác nhau. Thanh chưa có nghe một tiếng hát nam mà nó cao mà nó trong như thế này, thật sự rất là đặc biệt, một tiếng hát cực kỳ đặc biệt luôn. Hay Phương Vi, một ca sĩ trẻ đầy nhiệt huyết. Một giọng ca hay là một giọng ca có bốn cái yếu tố là vang, rền, nền, nảy thì bạn đều có tất cả cái điều đó. Ai sẽ tỏa sáng? Quyết định trên tay bắt đầu ngay bây giờ. Down from the sky, I wanna live that never. I wanna change the world only for you. On the impossible, I wanna do. I wanna make you see just what I want. Show you the lonely. What it does, you walk into my life to stop my tears. In words of life, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. Just what I was, show you the loneliness and what it's done. You walk into my life to stop my tears. Everything was seasoned now, I'd have you here. And baby, every time you touch me, I'll make you safe no matter where you are.
giới tuyệt đỉnh tranh tài. Hãy cùng chào đón người dẫn chương trình Trấn Thành. Xin được hân hạnh chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với tuyệt đỉnh tranh tài The Ultimate Entertainer. Quý vị và các bạn thân mến, Can You Tell Me That You Love Me? Với tiếng hát rất nồng nàn và đêm chung kết, đêm tranh tài chỉ có hai nhân vật. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho Phương Vy và Hoàng Hải. Cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn hai bạn đã mang đến một tiết mục mở đầu rất tuyệt vời cho chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi đêm chung kết của cuộc thi tuyệt đỉnh tranh tài The Ultimate Entertainer, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Sắc Ngọc Khang thuộc công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua rất nhiều tuần thi và đêm nay đã là đêm chung kết và chỉ có hai nhân vật để chúng ta tôn vinh mà thôi. Đó là Phương Vy và Hoàng Hải. Hai nhân vật đã vượt qua rất nhiều những thử thách, những chông gai và đặc biệt là rất nhiều những thể loại âm nhạc để họ có thể đứng vững ngày hôm nay trên sân khấu và nhận được sự yêu mến nhiều nhất từ quý vị khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, và sau đêm nay chúng ta sẽ còn một đêm truyền hình trực tiếp vào thứ Bảy tuần sau, là ngày 28 tháng 6 để chúng ta biết được trong hai nhân vật này ai sẽ trở thành quán quân của tuyệt đỉnh tranh tài mùa đầu tiên với giải thưởng trị giá 400 triệu đồng cùng với một Platinum Membership của trung tâm California Fitness and Yoga trị giá trong vòng 1 năm. Và chúng ta đang chờ đợi câu trả lời đó. Hy vọng tuần sau vào thứ Bảy quý vị cũng sẽ như thế này, tiếp tục ngồi bên chiếc TV và người thân cùng gia đình để chờ đón kết quả cuối cùng của tuyệt đỉnh tranh tài để xem Hoàng Hải và Phương Vy ai sẽ đăng quang. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị sẽ tiếp tục gặp gỡ một thành phần rất quan trọng trong tất cả những cuộc thi, đó là ban giám khảo. Xin chào đón giám khảo đầu tiên, đạo diễn Lê Hoàng. Và một trong những danh ca hàng đầu Việt Nam, thưa quý vị, ca sĩ Ý Lan. Nhân vật khách mời là giám khảo trong đêm chung kết đặc biệt ngày hôm nay xin được giới thiệu một gương mặt rất thân quen và luôn luôn dí dỏm, luôn luôn hài hước nhưng đưa ra những nhận định rất sâu sắc về chuyên môn. Thưa quý vị, ca sĩ, nhạc sĩ Đức Huy. Và bây giờ xin dành vài phút để chúng ta có thể trò chuyện cùng với quý vị giám khảo. Đầu tiên xin được hỏi anh Đức Huy, anh là một khách mời lần đầu tiên đến với tuyệt đỉnh tranh tài thì không biết là anh cảm thấy tâm trạng mình như thế nào trong cái đêm chung kết này với hai nhân vật là Phương Vy và Hoàng Hải ạ? Trước hết tôi xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và hôm nay tôi rất hân hạnh được có mặt ở đây bởi vì tôi đã theo dõi chương trình và tôi thích cái format của chương trình lắm. Tất cả những ca sĩ tham gia đều là những người đa tài, rất nhiều tài năng. Chẳng phải chỉ ở cái lĩnh vực sở trường của họ, nhưng mà khán giả đã rất thích thú và đã có những cái cảm nghiệm khó quên khi mà người ca sĩ hóa thân, hóa mình vào những cái thể nhạc khác. Vâng. Dạ vâng. Và hy vọng là ngày hôm nay đến đây thì anh Đức Huy sẽ mang đến nhiều những nhận xét rất là thú vị cho các bạn. Riêng chị Ý Lan thì theo các bạn, đến tuần này là tuần thứ tư rồi, thì chị có cảm nghĩ gì về từng nhân vật có mặt trong ngày hôm nay, một là Phương Vy, hai là Hoàng Hải, chị nghĩ riêng về mỗi người như thế nào ạ? Nếu mà nói nghĩ riêng về mỗi người thì chúng ta phải để dành để cho cái tuần tới, là lúc đó là cái lúc mà mình có thể nói rằng người nào và người nào. Nhưng ngay giây phút này thì Ý Lan xin được nói về cả hai trong cùng một lúc, là bởi vì trong suốt những cái tuần vừa qua, Ý Lan ngồi nơi đây thì Ý Lan nhìn thấy rằng cả hai, Phương Vy và Hoàng Hải rất là tài năng. Trong tất cả những màn biểu diễn của họ trong mỗi tuần, họ đã hóa mình và rất là hoàn hảo từ giọng hát cho đến phong cách biểu diễn của họ. Và đặc biệt hơn nữa là Ý Lan nghĩ rằng ngay tại cái ghế này của Ý Lan ngồi, cứ mỗi tuần Ý Lan cứ phải nhổm dậy
biết bao nhiêu là những cái màn trình diễn của họ nó quá sức bùng nổ trên sân khấu, đã làm cho chính tất cả các vị khán thính giả theo dõi trong chương trình TV cũng như ngay tại hiện trường cũng như Y Lan đã phải rất là nóng nảy. Và Y Lan nghĩ rằng là đó chính là cái lý do mà đã đưa cho tất cả những khán thính giả yêu mến họ và bình chọn họ và đưa họ cho đến cái giây phút cuối cùng này là họ đã vào vòng chung kết. Vâng, xin cảm ơn tất cả những chia sẻ của chị ạ. Riêng về anh Lê Hoàng thì thưa quý vị là trong cái quá trình làm giám khảo của anh Lê Hoàng thì riêng đối với chương trình này thì anh rất là xúc động, là bởi vì anh được làm ca sĩ làm cho rung động và tê dại hai lần, nên tê dại đến mức là đứng dậy không nổi. Vì vậy là phải hỏi anh Lê Hoàng về cái cảm nghĩ của anh về hai nhân vật này, họ có những điểm chung nào và những điểm khác biệt nhau như thế nào ạ? Đầu tiên là chung là cả hai đều đẹp, khác biệt là cả hai đều đẹp và sự khác nhau. Không người đẹp nào giống, không có vẻ đẹp nào giống cái vẻ đẹp nào cả. Và cả hai thì đều có cái khả năng biến hóa và hát không ngờ được. Còn nhờ chương trình này thì tôi phát hiện ra một điều là nếu như các ca sĩ có khả năng hát rất nhiều cái cách thì tôi cũng có khả năng tê dại rất nhiều lần. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Hy vọng là đêm nay cảm giác nó sẽ quay trở lại, không những chỉ là một mình giám khảo Lê Hoàng mà cả hai vị giám khảo còn lại. Rất mong là quý vị khán giả sẽ luôn luôn theo dõi bước chân của Phương Vi và Hoàng Hải trong chương trình ngày hôm nay, không rời một giây. Là bởi vì đêm nay cả hai ca sĩ mỗi người sẽ trình diễn 3 ca khúc. Một ca khúc do chính họ tự chọn, một ca khúc là do giám đốc âm nhạc của chương trình chọn, và một ca khúc là một trong những ca khúc mà đã thành công nhất trong suốt quá trình họ tham gia cuộc thi đến giờ. Và trong 3 ca khúc đó họ biểu diễn đêm nay thì quý vị và các bạn sẽ luôn luôn đồng hành cùng với họ bằng cách là nhắn tin bình chọn cho những ca sĩ mà mình yêu thích. Bởi vì quý vị chỉ còn những cơ hội cuối cùng này thôi, chúng ta hãy bình chọn ngay để giúp cho họ có thể đến với chiếc vé đăng quang sớm nhất. Cũng như là quý vị cũng có cơ hội nhận được một điện thoại Nokia X tại nhà, mỗi tuần cũng sẽ có 5 chiếc thưa quý vị. Cách thức bình chọn của ngày hôm nay như sau. Trấn Thành xin được nhắc lại là quý vị và các bạn cũng sẽ vẫn soạn tin với mã số của thí sinh và gửi về tổng đài 8369. Nhưng mà hôm nay khác hơn một chút là tổng đài ngày hôm nay sẽ bắt đầu mở từ ngay bây giờ cho đến 24 giờ ngày hôm nay. Đó là đợt nhắn tin đầu tiên. Nhưng mỗi một thuê bao quý vị chỉ được nhắn một tin cho ca sĩ mà thôi. Và đợt nhắn tin thứ hai sẽ là vào thứ bảy tuần sau, trong lúc phần biểu diễn đơn của Hoàng Hải hoặc là của Phương Vi, quý vị cũng có thể tham gia bình chọn nhắn tin. Và mỗi một thuê bao cũng chỉ nhắn một tin nhắn cho một ca sĩ mà thôi. Nếu như quý vị và các bạn trong quá trình nhắn tin có thay đổi ý kiến, quý vị nhắn lại và tin nhắn cuối cùng sẽ là tin nhắn được xem là hợp lệ. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ tham gia nhắn tin bình chọn để giúp cho những ca sĩ của mình yêu thích có thể trở thành quán quân của tuyệt đỉnh tranh tài. Còn bây giờ không biết là quý vị các bạn đã sẵn sàng cho đêm diễn đêm nay chưa ạ? Vâng, như vậy là mọi thứ đã sẵn sàng. Và ngay bây giờ, để cho không khí có thể có được một sự bùng nổ, chúng ta hãy tạm lắng lòng lại, tạm nghỉ lâu trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thưa quý vị. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với tuyệt đỉnh tranh tài The Ultimate Entertainer với đêm chung kết. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ mở đầu phần thi đầu tiên. Và nhân vật mà Trấn Thành muốn nhắc đến ngay sau đây sẽ trình diễn một ca khúc rất thành công của anh, đã trình diễn cách đây rất là lâu rồi, trong tuần khoảng thứ 2, thứ 3 của chương trình ngay đêm nhạc rock. Thì thưa quý vị, có một thí sinh đã làm cho hai giám khảo phải tê người và dùng phiếu bình chọn của mình bình chọn cho ca sĩ đó là người mà đêm đó họ yêu thích nhất. Và thưa quý vị, với ca khúc rock ballad rất là nổi tiếng Still Loving You, anh ta đã đốt cháy cả khán phòng. Và ngày hôm nay một lần nữa thưa quý vị, Still Loving You với 08 Hoàng Hải. I will be there.
Just shouldn't be thrown away. I will be there. I will be there. Xin một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hoàng Hải. Và xin cảm ơn các nhạc công, cảm ơn hai anh guitar rất là nhiều. Mời bạn qua đây. Ây da. Hôm nay á là tôi chỉ tưởng có mình tôi có gai thôi, mà lên này gai còn nhiều hơn tôi nữa. Mà đúng là cái giọng hát của bạn nó còn gai góc hơn là cả bộ đồ bạn đang mặc nữa. Đúng là chỉ có Hoàng Hải mới làm được như thế. À, không biết là anh Đức Huy anh nghĩ gì về phần trình diễn vừa rồi ạ? Lần đầu tiên tôi nghe Hoàng Hải hát và tôi thấy là bạn đã cho hết tất cả những cảm xúc của mình vào cái bài hát này. Và tôi đã bị lôi cuốn vào cái bài hát từ đầu đến cuối. Bạn đã làm rất tốt bài hát này. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn anh ạ. Xin mời chị Ý Lan. Y Lan thì đã được có cơ hội để xem cái chương trình Rock Hoàng Hải đã hát. Và ngày hôm nay, thật sự ra, Y Lan phải nói lên cái sự suy nghĩ của mình là thường trong suốt cuộc đời của Y Lan xem nhạc Rock của một người ca sĩ hát nhạc Rock, họ rất là chai và họ rất là gai góc. Cho nên ngày hôm nay, Hoàng Hải mặc chiếc áo này để tăng thêm phần gai góc, để nó ra một cái hình ảnh của một người ca sĩ nhạc rock. Nhưng Y Lan rất quý một điều là có lẽ nó sẽ là một cái điều rất mới trong chúng ta, trong Y Lan, là một người hát nhạc rock mà rất là đẹp trai, sạch sẽ. Cái sự trong gai đó. Nói chung là một giọng ca rất hợp vệ sinh. Y Lan muốn nói thêm là cái sự trong gai của một dòng nhạc rock nó vẫn đến trong tiếng hát của Hoàng Hải, nhưng mà thêm một cái vóc dáng, một phong cách rất là đặc biệt. Và Y Lan rất thích một sự hoàn hảo của phần trình diễn của Hoàng Hải ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Như vậy là theo ý chị Y Lan là Hoàng Hải là giống như là một hoàng tử mà hát nhạc vâng, rock vậy đó. Dạ vâng. Anh Lê Hoàng, anh có đồng tình hay không mà em thấy anh cười rất tươi? Tôi thì nghĩ thế này, rock đó thì khi mà nghe nhạc rock thì người ta luôn luôn tưởng tượng đến một cái gì đó nó mãnh liệt, nó đam mê. Mà Hoàng Hải thì lại làm được thêm một cái điều nữa là nó tình cảm. Mãnh liệt vẫn có, đam mê vẫn có và tình cảm cũng có. Cái điều này không phải là đơn giản. Vâng. Đó là một cái thành công. Và tôi
tôi cũng biết rằng là hễ mà cái đưa bài nào mà đến những cái quãng cao á, thì Hoàng Hải sẽ trở thành vô địch thôi. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả những lời khen ngợi của cả ba vị giám khảo dành cho phần trình diễn đầu tiên của ca sĩ Hoàng Hải. Và nếu như quý vị và các bạn yêu thích giọng hát của Hoàng Hải và phần trình diễn vừa rồi, hãy soạn 08 và gửi về 8369 bình chọn ngay cho Hoàng Hải từ đây cho đến 24 giờ ngày hôm nay quý vị nha. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho Hoàng Hải thưa quý vị. Như vậy là vừa rồi anh chàng hoàng tử đã chọn cho mình một ca khúc nhạc rock trong đêm thi rock để trình bày lại với quý vị và các bạn. Như vậy thì cô công chúa của chúng ta sẽ như thế nào đây? Phương Vi sẽ chọn ca khúc nào? Thằng sẽ bật mí, đó là một ca khúc cực kỳ sôi động và không ai có thể ngồi yên được với nền nhạc của nó và cách hát của Phương Vi. Thưa quý vị, ca khúc đó sẽ được biểu diễn ngay sau vài phút giải lao. Hãy chờ đợi trong giây lát quý vị nhé. Các bạn thân mến, chúng tôi đang trở lại với tuyệt đỉnh trăm tài The Ultimate Entertainer với đêm chung kết. Và vừa rồi quý vị đã lắng nghe tiếng hát cực kỳ nội lực của Hoàng Hải với Still Loving You. Và ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn ấn tượng nhất của Phương Vi sau các tuần. Và cô ấy đã lựa chọn một ca khúc phải nói là đã làm cho hai vị giám khảo và cả một khán phòng không thể ngồi yên được và đứng dậy nhảy múa theo. Chỉ có duy nhất một người không đứng dậy được vì tình trạng tê liệt, đó là Lê Hoàng. Dạ vâng. Nhưng mà hy vọng là ngày hôm nay thì anh ta sẽ có cái phần trị liệu cho đôi chân của mình. Biết đâu anh Lê Hoàng sẽ đứng dậy nhảy ngày hôm nay với ca khúc rất sôi động, rất chất với R&B ngay bây giờ. Thưa quý vị, Run the World. If I were a boy, I'll walk you down the aisles, I will grab you by the head, I will
thưa quý vị, Run the World với vũ đoàn UDG, MT và ABC Thiên Thần và Phương Vy. Cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều. Bây giờ là không phải nói là who run the world mà who run the show, you. Hôm nay rất là lộng lẫy, Phương Vy, em nhìn em không ra, nhìn em rất là quyền lực. Nói chung là hôm nay là hát cái bài Run the World này là đúng rồi đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu như yêu thích phần trình diễn vừa rồi của Phương Vy, tiếp tục soạn 10 và gửi về 8369 ngay bây giờ quý vị nha. Mỗi một thời bào chỉ được nhắn một lần thôi. Và xin mời anh Lê Hoàng, người đàn ông bình tĩnh nhất trong mọi tình huống. Dạ vâng. Tôi nói thật đó, cái tiết mục này cần gì nghe hát, chỉ cần xem cái phong cách biểu diễn, trang phục, vũ đạo là đủ rồi. Quá tuyệt vời. Dạ. Chị Ý Lan, chị nghĩ sao ạ? Ý Lan thấy rằng là Phương Vy... Ý Lan cảm thấy là Phương Vy lần này hát trở lại bài hát này với một trang phục rất là đặc biệt và làm cho chính người phụ nữ như Ý Lan đây cảm thấy mình mạnh mẽ vô cùng. Bởi vì để run the world, chúng ta phải run chính cái trong nhà của chúng ta trước tiên. Ngay trong cái căn phòng này, Ý Lan cảm thấy mọi người đang nóng nảy vô cùng bởi sự trình diễn của em. I'm so proud of you. Rất là hãnh diện. Thank you. Chị Ý Lan nói là trước khi run the world mà là mình phải run the home, right? Thế bây giờ, can she run the man? Anh Đức Huy nghĩ sao? Trước hết đó thì tôi rất thích giọng hát và cái cách hát của Phương Vy cho cái bài này. Bởi vì bài này không phải là một bài dễ hát đâu. Có những cái nốt rất nhanh và có những cái nốt cao nhưng mà bạn đã kiểm soát rất tốt. Và giống như cái thông điệp mà bài hát này nói là thống trị cái thế giới. Nếu mà nhìn vào cái sân khấu hôm nay thì tôi thấy là cái thông điệp đó đã được trải ra rồi, bởi vì toàn là nữ vũ công hết. Không có một anh giai nào có vé vào cái màn đó cả. Và tôi sợ rằng cái ngày đó, cái ngày mà phụ nữ mà thống trị cả thế giới đó, nó sẽ đến nhanh hơn là chúng ta tưởng, anh Hoàng ạ. Đến rồi. Vâng. Tôi nghĩ là nó đến rồi. Nhiều người không muốn nhìn nhận nó, nhưng mà ở ngay tại nhà đấy, như Ý Lan nói là, thì thường thường chúng tôi gọi là các bà xã đó, thì lâu lâu phải gọi là chị hai. Chị hai, thế tức là đã là thống trị ở nhà rồi. Và thế giới là gì? Thế giới là những cái nhà nho nhỏ cộng lại thôi. Xin chúc mừng Phương Vy. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Trình diễn rất ấn tượng. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho Phương Vy, thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta vừa theo dõi ca khúc Run the World với một thông điệp như anh Đức Huy đã có chia sẻ rằng là phụ nữ biết đâu sẽ là người thống trị thế giới này, như mà anh đã từng suy nghĩ, phải không ạ? Mà rõ ràng là như thế. Bây giờ chúng ta đàn ông mà có vợ rồi thì nên thương vợ một tí, nể vợ một tí. Quý vị thấy ai mà cứ nể vợ là người đó nhà có tiền. Cứ ông nào mà giữ tiền nhiều là cứ xài tiền nhiều thôi, mà đưa hết cho vợ là bảo đảm còn tiền. Thành thử ra người ta nói là nể vợ thì sống lâu, quý vợ thì bớt u sầu, mà để vợ lên trên đầu là trường sinh bất tử. Dạ vâng. À dạ, sao anh ạ? Có một câu nói là người đàn ông chưa hoàn toàn cho đến khi anh ấy lấy vợ. Dạ vâng. Nhưng mà xong rồi thì kể như là cuộc đời lúa luôn. À, dạ vâng. Thưa quý vị, dĩ nhiên là trong cuộc sống hôn nhân thì ai cũng sẽ có mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nên anh Đức Huy vừa rồi là nói là hoàn cảnh của mình. Dạ vâng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục với phần trình diễn thứ hai của nam ca sĩ Hoàng Hải. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn video clip mà Hoàng Hải đã luyện tập những ngày qua. Xin mời. Khi mà nhận được một cái đề tài là được chọn một cái ca khúc tùy thích, không giới hạn gì cả,
thì đây chính là một cái sự khó khăn. Bởi vì những cái bài hát mình thích thì nó quá nhiều. Hải thì không bao giờ muốn thử thách mình bằng những cái gì mà mình đã làm rồi. Và Hải muốn mình sẽ có những cái thử thách mới. Chính vì vậy Hải chọn lựa một ca khúc đối với Hải là rất mới, một bài hát rất hay của Vũ Quang Tường. Hiện giờ thì Hải chưa biết là mình sẽ thể hiện bài hát này ra sao. Nhưng mà về cái cảm xúc và cái tình cảm của bài hát là điều mà Hải có hoàn toàn có thể cảm nhận được. Với một cái góc nhìn về tình yêu của người trẻ, vừa có một cái tình cảm, vừa có một cái gì đó rất là mới mẻ. Người trẻ thì hát nhạc trẻ. Với ca khúc tự chọn của mình, nam ca sĩ Hoàng Hải đã rất liều lĩnh khi lựa chọn ca khúc này để trình diễn trên sân khấu, bởi vì đó là bài hit của một ngôi sao hiện nay cũng đang được quý vị quan tâm. Và tôi hy vọng rằng với một phong cách trình diễn mới mẻ hơn, với một tâm trạng trải lòng của một người đàn ông, quý vị sẽ cảm nhận ca khúc này hoàn toàn khác. Thưa quý vị, hit của Vũ Cát Tường, Vết Mưa, với tiếng hát Hoàng Hải. Cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu qua, chỉ còn mình anh ngu ngơ mong cho cơn mưa tan trong yêu thương không vội vã. Mưa ngoan giấu hết những phút thẫn thờ này, thương em đi giữa đêm lạnh khoảng trời một mình, bỏ lại tình mình theo làn mây. Tìm về ngày yêu ấy cũng trong chiều mưa này, mình đã gặp nhau lạnh bờ vai nhưng tim vẫn cười. Giờ vẫn chiều mưa ấy, em nét trong vòng tay ai, anh chỉ lặng im đôi hàng mi nhẹ run trong tim anh bất khóc. Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn cho anh quên đi lạnh giá. Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời, mưa rơi sẽ tan bóng hình vì giờ này em quay đi. Buông tay anh trong chiều gió. Và khi cầu vồng lên sau cơn bão giông, anh sẽ quên đi yêu thương không còn vẹn vương. Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn cho anh quên đi lạnh giá. Cho Vết Mưa với tiếng hát của Hoàng Hải, thưa quý vị. Và hai vũ công Tư Duy và Kim Phụng. Tôi xin cảm ơn người bạn bè Cadillac. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy tiếp tục soạn tin nhắn và bình chọn cho Hoàng Hải.
08 gửi về 8369. Rất tuyệt vời. À, phải nói là tôi nói thật Hải là từ nãy giờ tôi đứng dưới tôi nổi hết cả da gà. Cái bài nó hay quá, cái giai điệu nó đã đẹp rồi mà bạn hát nó lại hay như thế thì thôi nó mới nói làm gì. À, chị Y Lan thấy sao ạ? Trước tiên thì Y Lan thấy rằng bài hát này nó rất là cảm động, giống như là Trấn Thành nói, nhìn thấy sự vũ đạo của tất cả các vũ công trên sân khấu, nhất là cái đôi yêu nhau rồi giằng co rồi. Với các thứ trời ơi, lòng Y Lan nó tan nát, cộng thêm với lại cách trình diễn trong giọng hát của Hoàng Hải. Có những nốt quá cao, cao vô cùng cao, nhưng sao mà nó day dứt đến thế. Cảm ơn Hoàng Hải đã đưa một bài hát rất là tình cảm và đặc biệt như thế này đến với khán giả. Riêng Đức Huy thì anh nghĩ sao ạ? Tôi nghĩ là đã đến cái vòng này thì chúng ta không có ai mà không công nhận cái tài năng của Hoàng Hải cả. Cái bài hát này bạn làm rất tốt. Và tôi thích cái nửa phần sau của bài hát hơn là nửa phần đầu. Lý do là tại nửa phần đầu bạn đưa cái micro sát miệng quá, thành ra tôi không được nghe rõ cái lời. Và sau đó thì có thể là một phần là bạn đã nhập vào cái bài rồi bạn cảm thấy thoải mái hơn. Và lúc bạn buông cái micro ra và bạn hát, nghe rất thích. Nhất là những cái luyến láy cuối câu của bạn đó. Xin khen ngợi. Xin cảm ơn anh Đức Huy. Cảm ơn các bạn. Và không biết là anh có nghe được nhạc trẻ không anh Lê Hoàng? Thật ra thì bài hát vừa rồi thì Hoàng Hải hát thì nó lại nửa già nửa trẻ. Nói đùa thôi. Thanh niên nghiêm túc mà. Thật ra thì cái bài vừa rồi tôi nghĩ thế này. Nếu như cái bản rock á thì Hoàng Hải hay ở cái chỗ là rock nhưng mà lại có tình cảm. Thì cái bài vừa rồi Hoàng Hải hay ở cái chỗ là một bài tình cảm nhưng mà lại có những chỗ mạnh mẽ mà nó lại không chói với nhau, điều đó rất là khó. Vâng, xin cảm ơn tất cả những lời nhận xét của các vị giám khảo dành cho Hoàng Hải. Và không biết nói gì hơn là thưa quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho bạn ấy 08 gửi 8369 và bình chọn cho Hoàng Hải thưa quý vị. Thưa quý vị, thật sự ra chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta hát lại một bài hát hit của một ca sĩ mà hiện nay cái bài đó đang được mọi người rất là quan tâm, đó là một cái điều rất là áp lực. Nhưng mà rõ ràng là Hoàng Hải bước ra sân khấu với một tâm trạng hoàn toàn thoải mái và tự tin. Và hy vọng rằng là đây cũng sẽ là một phong cách trình diễn mới với ca khúc Vết Mưa này. Và kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục khách mời đầu tiên trong chương trình trước khi đến với những phần trình diễn tiếp theo của hai ca sĩ. Và nhân vật khách mời ngày hôm nay cũng là một nhân vật rất đặc biệt, sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một sự pha trộn giữa hai ca khúc của hai nhạc sĩ họ Phạm. Thưa quý vị, đó là Tình Cầm của Phạm Duy và Nửa Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng trải lòng sâu lắng với hai ca khúc này với tiếng hát thật nồng nàn của ca sĩ Ý Lan. Thank you.
và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi em muốn tin, đôi khi em muốn tin, ôi những người, ôi những người khóc lẻ loi một mình.
trăng vàng vẫn thương tha. Trấn Thành và dân ca Ý Lan. Hôm nay quý vị có nhận ra Trấn Thành không ạ? Hôm nay Trấn Thành làm ông già. Hôm nay rất là vui và xin cho phép Trấn Thành được cảm ơn chị Ý Lan đã có cái nhà ý là ngày hôm nay hát song ca với Trấn Thành và đã làm cho giấc mơ của Trấn Thành trở thành hiện thực, đó là được song ca cùng thần tượng. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn em Trấn Thành. Chị nghĩ là kể từ giờ phút này chị bắt đầu phải thần tượng em rồi đấy. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho Trấn Thành là một người đã dẫn một cái chương trình quá đặc biệt cho đến giờ phút cuối cùng này của chúng ta. Bây giờ xin cảm ơn rất là nhiều. Và thưa quý vị và các bạn, tiết mục vừa rồi là một tiết mục hoàn toàn ngẫu hứng và hy vọng là quý vị sẽ có những phút giây thoải mái và thư giãn sau những cái phần mà hát rất căng của các ca sĩ. Và ngay bây giờ sẽ là một tiết mục đặc biệt hơn nữa. Bây giờ chắc là chị Ý Lan làm MC giùm em đoạn này được không? Cái đoạn này nó hơi khó, dạ, nhưng khó. Mà chắc cũng không khó lắm, dạ. Xin tất cả quý vị cho vài phút giải lao. Hay quá. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với tuyệt đỉnh tranh tài The Ultimate Entertainer. Chắc là quý vị cũng ngạc nhiên hôm nay em thay đồ nhanh quá quý vị. Dạ, tại vì được cái là nét già sẵn có nên chỉ ụp tóc vô là thấy nó già rồi. Dạ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ quay trở lại với tuyệt đỉnh tranh tài thì mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đến với phần thi của hai ca sĩ. Vừa rồi Hoàng Hải đã có ca khúc tự chọn là Vết Mưa rất thành công. Và ngay bây giờ với ca khúc tự chọn của mình, Phương Vi lại đến với một dòng nhạc hoàn toàn khác. Nếu như Vết Mưa là nhạc trẻ thì ngay bây giờ Phương Vi sẽ ngược dòng thời gian để trở lại với những bài hát xưa. Và mời Toàn thì quý vị và các bạn hãy lắng nghe một trong những ca khúc rất đặc biệt và chúng tôi gọi đó là một ca khúc có thể phối theo điệu Broadway. Và Tình Hờ ngay sau đây sẽ được gửi đến quý vị và các bạn qua phần trình diễn của Phương Vi. Trong tuần này thì Vi đã lựa chọn một cái liên khúc mà khi mà đọc cái tên bài hát thì chắc là mọi người sẽ nghĩ là không hiểu làm sao lại chọn hai bài này làm liên khúc, tại vì nó không có một cái điểm chung gì cả. Tên của hai bài hát này đó chính là Tình Hờ và Tình Hận. Thì một cái bài đó chính là bài Tình Hờ thì lại nói lên những cái lời nói rất là nhẫn tâm của một chàng trai sở khanh muốn ruồng bỏ cái người con gái mà mình yêu và đến với những cái mối tình, những cái nhân tình khác. Còn một bài Tình Hận thì lại nói lên tâm trạng của một cái người đang yêu mà lại bị người yêu ruồng bỏ. Hai cái tâm trạng nó quá đối nghịch nhau như vậy thì tại sao Vi lại chọn hai cái bài hát này là một cái liên khúc? Thực ra thì trong đầu Vi đã suy nghĩ ra được cái idea để dựng nên cái bài hát này và Vi rất là mong là quý vị sẽ yêu thích những cái gì mà Vi sẽ diễn sắp tới trên sân khấu và rất mong là quý vị sẽ ủng hộ Vi. Tình vắng như chiều sắp mưa, tình cũng như
đã tìm vui trong phút chốc say đắm và si mê. Với tôi không cần thiết, nếu em hiểu rõ tôi thì không nên bối rối. Yêu nghĩa là phôi phai, nghĩa là mang hận hoài. Yêu nghĩa là phôi phai, nghĩa là mang hận hoài. Vũ đoàn UDG. Thưa quý vị, Phương Vy với ca khúc Tình Hờ. Cô phục em thiệt, vừa hát vừa nhảy mà hôm nay lại còn kèm theo diễn xuất nữa, rồi lại còn cộng theo thay đồ nữa. Trời ơi, nói chung là bao, có như là quý vị đang vừa xem một tiết mục là khoảng là 4 trong 1. Dạ vâng. Thế chị Ý Lan nghĩ sao về tiết mục vừa rồi ạ? Tiết mục vừa rồi rất là hấp dẫn. Giống như là Trấn Thành nói rằng thay đồ nhiều quá mà Ý Lan thì thích cái điều này lắm. Rồi bên cạnh đó thật sự ra nếu nói về vấn đề kỹ thuật hát thì giọng của Phương Vy rất là khỏe trong tất cả những bài hát mà chúng ta đã nghe. Riêng về cái bài hát này, cô Ý Lan có ý kiến với Phương Vy, nếu Phương Vy có bao giờ mà trở lại để dùng bài hát này trình diễn thì chắc là cưng nên lên một nửa tông nữa. Tại vì cái giọng khỏe của Phương Vy vẫn còn có chỗ để lên, mà những cái giọng thấp, những cái nốt thấp ở dưới nó sẽ được đầy hơn. Nếu mà nó đúng với lại cái chất giọng của Phương Vy thì cô nghĩ rằng nó sẽ còn hoàn hảo hơn như thế này nữa. Xin cảm ơn ca sĩ Ý Lan ạ. Cảm ơn. Thế còn nhạc sĩ Đức Huy thì sao? Ý kiến của tôi thì hơi khác với cô Ý Lan. Tôi thì dạo sau này thì tôi nghe là rất nhiều ca sĩ thích khoe cái giọng của mình bằng cái những nốt thật cao. Nhưng mà nhiều khi đó, cao quá cái tầm của mình, nhưng mà mình cứ nghĩ là phải thật cao thì người khác mới nể, người khác mới sợ. Nhưng mà cái vấn đề mà hát đó là để gây cái ấn tượng tốt, cũng như là đem cái tình cảm của cái bài hát vào cái tim người nghe, chứ đâu có phải là làm cho người ta sợ. Thế thì tôi lại có ý kiến là nếu mà tôi được nghe nhiều cái nốt ở cái quãng thấp thì tôi sẽ thấy, tôi sẽ cảm thấy được nhiều cái tình cảm hơn. Bởi vì tôi luôn luôn nghĩ rằng khi mà mình tâm sự với ai thì mình, cái giọng mình phải
thấp, chứ không lẽ mình hét vào tai người ta để mà mình nói là mình tâm sự hay sao? Vâng, tuy nhiên trong cái bài này thì cái giọng cao rất là hợp với cái phần diễn của Phương Vi. Vâng, và tôi phải khen ngợi là làm sao mà Phương Vi có thể vừa giữ được cái cảm xúc của bài hát khi hát mà lại vừa nhớ những cái động tác mà phải diễn nữa. Bạn làm rất tốt. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy ạ. Mời anh Lê Hoàng. Tôi thì tôi nghĩ thế này này. Thật ra trong âm nhạc thì cao cũng khó mà thấp cũng khó. Tuy nhiên cá nhân tôi thì cho rằng là thấp khó hơn. Bởi vì cao á, đôi khi mình có thể thay cao bằng hét được. Còn thấp á, mình không giả được. Tôi nói như thế là một chuyện khác, nó không hề dính vào cái bài hát này của Phương Vi. Thế còn về bài hát này thế này, nếu như mà cái bài này mà chỉ nghe audio thôi thì tôi cho rất là phí. Đây là một cái bài hát mà ta phải xem nó, chứ không phải ta chỉ nghe. Nghĩa là ở đây nó như một cái vở kịch vậy đó. Và ca sĩ hát, diễn xuất và làm các động tác rất là nhuần nhuyễn. Nhưng mà chính vì cái sự diễn xuất và nhuần nhuyễn đó, đôi khi để nó khớp với lại những cái tình cảm của cái vở kịch ấy, thì cái bài hát nó hơi bị đứt đoạn ra. Cho nên là nếu chỉ nghe không thì không cảm thụ hết được mà phải nhìn. Đấy là một cái điều rất là lạ của Phương Vi và tôi nghĩ đấy là một sự thành công. Dạ vâng, đối với anh là thành công không ạ? Dạ vâng. Một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho một sự lao động nghệ thuật rất nghiêm túc và đầy đầu tư của Phương Vi. Hãy tiếp tục soạn 10 và gửi về 8369 bình chọn cho Phương Vi quý vị nhé. Cảm ơn em. Và cũng xin cảm ơn ban nhạc. Hôm nay ban nhạc đánh bài này hay quá. Xin cảm ơn Lý Huỳnh Long đã đánh bài này rất là nghe rất là chất. Và thưa quý vị, với những cái thể loại âm nhạc mà mang tính chất Broadway như thế này thì rõ ràng là đúng là không, như Lê Hoàng nói là chúng ta không những chỉ để nghe mà phải xem mới cảm nhận hết được cái tính hoành tráng của bài hát. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi hai phần trình diễn của hai ca sĩ. Một bài là do các bạn ấy tự chọn và một bài là một bài trình diễn tốt nhất trong tất cả những tuần thi vừa rồi. Và còn một thử thách rất rất quan trọng nữa, đó là giám đốc âm nhạc đã lựa chọn một bài hát bắt buộc cho các bạn phải hát. Và đây mới là thử thách rất cam go mà các bạn phải vượt qua. Và mời quý vị và các bạn ngay bây giờ nghỉ giải lao trong vài phút trước khi đến với bài hát đó. Linh Đố mọi người giặt sạch vết bẩn trong một bước mà không làm hư màu vải. Ngâm, vò, cha mạnh. Hư màu rồi. Với Ariel chỉ cần một bước giặt. Ariel giữ màu mới. Quý vị và các bạn đang trở lại với tuyệt đỉnh trọng tài The Ultimate Entertainer. Và ngay bây giờ sẽ là thử thách do giám đốc âm nhạc Huy Tuấn dành cho hai ca sĩ Phương Vi và Hoàng Hải. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là Hoàng Hải và Phương Vi sẽ xoay sở như thế nào quý vị nhé. Họ đang trên con đường ngắn nhất để đến với thành công và nhận được giải thưởng quán quân của chương trình với tổng số tiền nhận được là 400 triệu đồng thưa quý vị. Và bên cạnh đó có một thẻ membership của trung tâm California Fitness and Yoga trị giá trong vòng 1 năm. Và Thành cũng xin được nhắc lại cách thức bình chọn. Thưa quý vị, chúng ta chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa để bình chọn cho họ ở đợt 1. Đó là ngay từ bây giờ cho đến hết lúc 24 giờ ngày hôm nay. Mỗi thuê bao quý vị sẽ được nhắn tin bình chọn cho một ca sĩ duy nhất trong một lần mà thôi. Và mã số bình chọn là như thế này thưa quý vị. 08 là Hoàng Hải, 10 là Phương Vi. Và mỗi thuê bao nhắn một lần thưa quý vị nha. Đó là đợt 1 đầu tiên lần này. Và đợt thứ 2 quý vị sẽ có thể tiếp tục bình chọn cho họ vào thứ 7 tuần sau. Trong đêm gala trao giải, quý vị sẽ có thể bình chọn cho họ trong lúc mà họ biểu diễn phần hát đơn của mình. Đó là hai đợt quý vị khán giả có thể bình chọn cho họ để có cơ hội nhận được một điện thoại Nokia X. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thi đầu tiên. Phần thi thử thách âm nhạc của giám đốc âm nhạc dành cho Hoàng Hải. Cái vòng chung kết tới này thì có 3 bài hát để mình trình diễn. Là một trong 3 bài hát đấy là anh sẽ lựa chọn cho Hà. Và ở đây anh có lựa chọn cho Hà một bài hát mà anh nghĩ là nó sẽ là một cái thử thách lớn nhất của em. Wow, You Raise Me Up. Yeah.
khi mình nhận được bài hát này của nhạc sĩ Huy Tuấn thì quả thật là mới đầu Hải cảm thấy rất là sung sướng, bởi vì đây là một bài hát phải nói là quá hay, có cái giai điệu quá đẹp. Tuy nhiên một hồi sau suy nghĩ lại thì Hải bắt đầu cảm thấy dần dần lo lắng. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một bài hát đã được rất nhiều những cái giọng ca đình đám ở trên thế giới thể hiện rất là tuyệt vời, rất là hay. Chính vậy đó là một cái áp lực. Hải nghĩ rằng dần dần bà Hải đã cảm thấy cái áp lực nó đè trên cái đôi vai mình khi mà phải thể hiện bài hát này, và hy vọng rằng mình sẽ cố gắng thể hiện thật tốt cho cái phần trình diễn trong bài hát này. You raise me up.
can be. Hết thật chưa? Hết thật chưa? Hết thật rồi hả? Hết thật rồi. Hết thật rồi chưa? Dạ. Giơ tay vỗ tay thưa quý vị, Bộ Hoàng Hải và nhóm nhạc Cadillac. Xin cảm ơn ban nhạc và xin cảm ơn một dàn vocal rất đẹp và hát rất hay. Vâng. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. I love you. Dạ vâng. Cảm ơn I love you ban nhạc. Dạ vâng. Dạ hết hồn. Lâu lâu bỏ nhạc như bỏ bom em cũng không đỡ kịp. À, cái đoạn đó là cái đoạn sâu lắng đó phải không? À, cái đoạn đó là cái đoạn đắng lòng đó quý vị. Dạ. Em khổ quá. Bài hát này thì ngày hôm nay cho phép Hoàng Hải xin nói một chút. Hôm nay thì Hoàng Hải có một người rất là đặc biệt, một người không thể thiếu trong cuộc sống của Hoàng Hải. Đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ cho Hoàng Hải. Đó chính là mẹ của Hoàng Hải. Xin cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã đến để cổ vũ con. Không biết mẹ đang ngồi ở đâu ạ? Bác ngồi ở đâu ạ? Bác giơ tay đi ạ. Mẹ đứng dậy được không ạ? Xin chào bác. Tất cả những tình cảm yêu thương của tất cả quý vị gửi cho Hoàng Hải xin được Hoàng Hải xin được gửi trả lại cho người mẹ thân yêu của Hoàng Hải. Xin cảm ơn mẹ rất nhiều, con yêu mẹ. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chúng ta vẫn có thể tiếp tục soạn mã số 08 và gửi về cho tổng đài 8369 để tiếp tục bình chọn cho ca sĩ Hoàng Hải. Nếu như quý vị và các bạn yêu mến chàng trai này, mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất để nhắn tin bình chọn thôi. Quý vị hãy cân nhắc nhé. Và bây giờ hãy lắng nghe những ý kiến của giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Một bài hát rất nhiều cảm xúc và bạn đã mang những cái cảm xúc đó lên cái đỉnh cao của nó. Phải chi mà bạn, cái điều lúc nãy tôi đã nói rồi, phải chi bạn hát rõ lời hơn, nhất là cái tựa đề của bài hát You Raise Me Up. Thì tôi muốn nghe cái chữ up bạn đóng lại cho nó tròn hơn. Tôi muốn nghe chữ P hơn. Nhưng mà nói tóm đó thì bạn làm rất tốt. Tuy rằng khúc cuối bạn đã phải sử dụng cái giọng của bạn lên cái cao nhất. Và một lần nữa tôi xin đề nghị là bây giờ bạn thử về, bạn hát bài này nó thấp hơn một tông. Và lúc đó bạn sẽ có cái vấn đề là bạn sẽ phải kiểm soát những cái nốt thật thấp, hai cái nốt bắt đầu của bài hát đó. Và như anh Hoàng nói đó, hát nốt thấp khó hơn nhiều là hát nốt cao. Xin cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy ạ. Thế chị Ý Lan, chị nghĩ sao ạ? You raise me up. Và tối hôm nay, Hoàng Hải đã có người mẹ yêu quý của mình ngay tại đây với Hoàng Hải. Đó là lý do mà Ý Lan nghĩ rằng Hoàng Hải hát bài này với tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất của một người con gửi đến cho người mẹ, là một cái điều cảm động vô cùng ở cương vị của một người mẹ với 6 người con của Ý Lan. Cô Ý Lan nghĩ rằng là Hoàng Hải rất thông minh. Không phải lúc nãy anh Đức Huy nói ngược lại với Ý Lan mà bây giờ Ý Lan phải nói ngược lại với anh. Nhưng thật sự ra thông minh ở chỗ là khán thính giả đã tưởng rằng là bài hát đã xong, ngay chính Chiến Thành cũng đã bước lên sân khấu rồi. Nhưng đã phải lên một cái octave cao nữa. Để làm gì? Để mang tất cả những cái power, những cái sức mạnh của mình trong tình yêu để gửi đến cho khán giả, đặc biệt là cho người mẹ của mình. Thế cái điều này đối với cô Ý Lan, Hoàng Hải đã rất là hoàn hảo trong cái phần trình diễn của mình hôm nay. Xin cảm ơn những ý kiến của giám khảo Ý Lan. Và xin hỏi nốt ý kiến của giám khảo Lê Hoàng ạ. Xưa nay tôi cứ tưởng là chỉ có giám khảo ác. Bây giờ tôi phát hiện ra là nhạc sĩ cũng ác. Rồi anh Huy Tuấn, anh giao bài này cho Hoàng Hải quá khó. Quá khó bởi vì cái bài này theo tưởng tượng của tôi là phải hát rất là mềm mại. Hát rất là mềm mại và gọi là tha thiết và sâu lắng. Trong khi cái giọng cao thì nó sẽ có tính mãnh liệt nhiều hơn là tính mềm mại. Cho nên là khi hát bài này thì Hoàng Hải phải đấu tranh giữa hai vấn đề. Một là cái gọi là cái giọng của mình, và hai là cái am hiểu của mình về bài hát. Hai cái sự đó nó sẽ giằng co với nhau. Và trong cái chuyện này thì đúng như anh Đức Huy nói là phải thấp hơn một chút, bởi vì cái thấp hơn một chút thì đấy là yêu cầu của bài hát. Nhưng mà lại cao hơn một chút thì đấy là cái cảm xúc của Hoàng Hải.
Hai cái đó trong cái bài hát này tôi thấy là nó mâu thuẫn rất là rõ. Và chính cái mâu thuẫn đây nó mới nói lên là cái người nghệ sĩ của chúng ta là con người, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm chủ được cái gọi là cái cảm xúc của mình. Thành ra cái bài hát này tôi nghĩ là Hoàng Hải đã hát theo cảm xúc chứ không theo cái tình cảm bài hát. Đấy là một cái ưu điểm cũng được mà nhược điểm cũng được, phải nói thật là như thế. Vâng, thưa quý vị, dù cho đó là ưu điểm à? Dạ. Dù đó là ưu điểm hay là nhược điểm nhưng mà ít ra thì nó cũng là một cái điểm mà chúng ta chú ý và chúng ta phải bàn luận, thì đó đã là gây tranh cãi thì đã là một thành công. Và thưa quý vị, mỗi một người sẽ có những ý kiến nhận định riêng, anh Đức Huy cũng muốn có chia sẻ thêm ạ. À, xin mời anh. Dạ. Như tôi đã nói lúc đấy thì Hoàng Hải gần như là hoàn hảo rồi. Chỉ có một điểm tôi xin đề nghị, đây là ý kiến xây dựng. Thường thường chúng ta hát một nốt cao, chúng ta phải nhăn mặt, chúng ta phải gân cổ để tỏ ra mọi người, cho mọi người biết rằng chúng tôi đang cố gắng hát nốt cao đây. Nhưng mà tôi nói bởi vì tôi biết Hoàng Hải có cái khả năng là hát cao nhưng mà mặt vẫn bình tĩnh, mặt không cần nhăn nhó. Nếu mà em làm được như thế lần sau trình diễn, hứa với em là người ta sẽ yêu em rất nhiều. Yêu em dài lâu không ạ? À? Yêu em dài lâu luôn. Tức là hát rất cao mà mặt vẫn là lạnh như tiền, vẫn giữ những cảm xúc. Thử một nốt ngay cho anh xem mà ngay đúng một cái rùi đi. Vâng, một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho Hoàng Hải, thưa quý vị. Và xin cảm ơn ba vị giám khảo. Cảm ơn bạn. Quý vị và các bạn yêu mến Hoàng Hải, hãy tiếp tục soạn mã số 08 và gửi về tổng đài 8369 để bình chọn cho Hoàng Hải quý vị nha. Và ngay bây giờ để quay trở lại với chương trình thì xin mời Toàn thì quý vị và các bạn sẽ tiếp tục khám phá ca khúc cuối cùng dành cho Phương Vi. Và Phương Vi sẽ được anh Huy Tuấn giao cho ca khúc gì đây? Ta hãy cùng theo dõi. Chúc mừng em lần nữa nhé. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay anh sẽ... giao cho em một trong ba tiết mục mà chúng ta sẽ phải trình diễn ở trong đêm chung kết. Anh có chọn cho em một bài mà nó sẽ rất là đúng cái sở trường của em. Tuy nhiên thì anh nghĩ là nó là một cái bài khá là khó để chinh phục. Karen's Cafe. I know a little place in Carolina, it's open year round. Vi cảm thấy rất là thích thú vì đây là một cái thể loại nhạc mà Vi rất là yêu thích, là jazz, mà ở trong đó đặc biệt hơn nữa là nó có pha cái swing ở trong đó, là một cái điệu nhảy swing, một cái điệu nhảy mà Vi rất là yêu thích. Bây giờ thì Vi vẫn chưa có cái idea gì để dựng cái bài hát này trên sân khấu như thế nào, nhưng mà Vi rất là mong là có thể dựng được một số những cái điệu nhảy swing ở trên sân khấu trong cái phần tiết mục của bài hát này, tại vì Vi cũng đã từng học nhảy swing khoảng 2 năm cho nên rất là mong là có thể áp dụng được một cái phần nào đó kiến thức của mình vào trong cái bài hát này. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi theo dõi một tác phẩm hay, người ta thường lắng lòng lại một chút xíu, đó là giây phút đắng lòng. Và trong những phút đắng lòng như thế này, để cho người ta yên lòng và không nao núng lòng, rất mong quý vị sẽ có những tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa để cổ vũ cho tiết mục sắp biểu diễn trên sân khấu. Và phút giây đắng lòng đã trôi qua, bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc với một tâm trạng rất ấm lòng. Xin một tràng nữa cho pháo tay nữa cho Phương Vi, thưa quý vị. You're in for the show
when you go down to Karen's Cafe. Crowd up my space. I believe in sharing. When you find a good thing, it's only common sense. Everybody likes to do it alone. So you see my little place in Caroline. It's open year round, but only after dark zone. Bring your gal and bring your wine and wine from your day. Gee, don't you know that you're in for the show when you go down to Karen's Cafe? Việc cho vũ đoàn UDG và Phương Vy, thưa quý vị. Cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều. Quý vị hãy tiếp tục soạn 10 và gửi về 8369 để bình chọn cho Phương Vy quý vị nhé. Hôm nay phải nói là một cái lòng ngưỡng mộ của Trấn Thành đối với một cô gái trẻ như Phương Vy. Quý vị biết là ở cái độ tuổi này á, là người ta hát nhạc trẻ không mà. Còn cái cô này cổ cứ đi tìm những cái loại nhạc mà xưa, rồi cổ làm mới lại nó, rồi cổ trình diễn những cái dòng nhạc như là Broadway. Thì thường quý vị biết là khán giả Việt Nam chúng ta chưa có quen với thể loại này, thì đôi khi cái sự mà ảnh hưởng thì nó chưa có được nhiều. Vì vậy Thành nghĩ rằng là những ca sĩ trẻ như Phương Vy mà đã có được ý thức làm mới những cái dòng nhạc cũ và mang Broadway hay là mang nhạc kịch về với Việt Nam mà trình diễn cho quý vị xem như thế này, mà ngay trong đêm chung kết, một cái đêm quyết định cái danh dự giải thưởng của mình, rõ ràng đó là một điều rất là liều lĩnh. Và xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho những điều mà cô ca sĩ trẻ này đã làm, thưa quý vị. Xin mời anh Đức Huy ạ. Tôi không thể nào mà nhận ra Phương Vy mà cách đây 2 năm tôi biết. Bạn đã thoát xác và bạn đã làm cho tôi hôm nay, thứ nhất là sướng mắt với cái áo của bạn và với cái những bước nhảy của bạn. Bạn làm tôi sướng tai với cái bài hát của bạn, và bạn làm tôi sướng tim với những cái cảm xúc mà bạn đã gửi đến. Có bộ phận nào của anh còn bình thường không anh? Không, nói chung là sướng cả người. Thế còn chị Ý Lan thì chị cảm thấy như thế nào? Phương Vy mặc áo đẹp quá, giống như anh nói. Cô Y Lan nghĩ thế này, Phương Vy, một người ca sĩ trẻ tuổi mà dám hát những dòng nhạc
xưa và khó, thì điều này là cái điều mà cô Y Lan cũng ngưỡng mộ vô cùng. Làm nhắc nhở lại cho cô Y Lan những tháng ngày lần đầu tiên cô Y Lan bước chân lên sân khấu, là cái thời đó cô Y Lan tuy là đã già nhưng mà thật sự ra cũng vẫn còn trẻ so với ngày hôm nay. Tức là cái thời 30 anh ạ. Đừng có nói già trẻ, động chạm nhiều người. Như thế là tức là Y Lan vẫn trẻ nhất trong cái bàn này. Dạ. Tuy nhiên làm cho cô Y Lan nhớ đến những tháng ngày đó. Bài hát đầu tiên cô Y Lan bước lên sân khấu hát ở tại Hải Ngoại được mang tên Mùa Thu Chết. Mà thời đó là phải để cho Thái Thanh hay là Lệ Thu hay là Khánh Ly hát. Nhưng cô Y Lan với mái tóc giống y hệt như ngày hôm nay đã đứng lên hát bài hát đó và đã để lại một cái ấn tượng với tất cả mọi người. Cô ca sĩ trẻ này mà lại hát nhạc xưa như thế. Và ngày hôm nay cô trông thấy Phương Vi với những bước nhảy hình dáng của một người ca sĩ classic. Và điều này làm cho cô Y Lan hãnh diện vô cùng với phần trình diễn của Phương Vi, từ cách hát, phong cách trình diễn cho đến tâm hồn của một người nghệ sĩ thoát xác rất là đẹp. Dạ, cảm ơn Phương Vi. Nhân tiện đang nói về cô Y Lan vừa mới khen những cái bộ trang phục của con, thì con cũng xin gửi lời cảm ơn tới mẹ. Tại vì từ đầu chương trình tới giờ lúc nào mẹ cũng lo cái phần trang phục cho con, từ đầu tuần tới cuối tuần. Và mới xong cách đây lúc 7 giờ mới xong cái bộ này, cho nên con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ đứng dậy đi mẹ. Dạ. Mẹ đâu rồi? À, bữa nay mẹ ở trong fan club luôn, thì nó nhận ra không ra mẹ. Dễ thương quá. Thưa quý vị, rất là vui khi ngày hôm nay cả Phương Vi và cả Hoàng Hải đều có được là mẹ đến đây để ủng hộ. Không có gì bằng. Dạ, thực ra thì mẹ của em cũng tới đây xem. Dạ vâng, dạ. Mẹ đâu? Mẹ đứng dậy cho mọi người thấy đi mẹ. Dạ. Mẹ đứng dậy đi mẹ. Dạ. Đã, mẹ em, dạ đó là mẹ em. Dạ vâng. Thấy không? Ai cũng có mẹ, đừng tưởng bỡ em nhé. Ai cũng có mẹ nhé, đừng tưởng bỡ nhé. Vâng, cảm ơn mẹ đã đến xem con. Anh Lê Hoàng, anh nói nốt đi ạ. À. Giờ xin mời anh. Tôi nghĩ rằng là Phương Vi đã hát cái bài này không phải là nhạc xưa mà là nhạc lạ. Thể loại của Rất Ôi ở Việt Nam thì rất là lạ, mặc dù ở nước ngoài thì nó có từ lâu rồi. Và phải nói rằng là Phương Vi rất thành công với dàn nhạc này. Cho nên rằng là giá mà cái loại nhạc này mà được phổ biến ấy, thì tôi nghĩ rằng là Phương Vi có thể nói là một trong những người gần như là vô địch. Dạ. Thành rất là hiểu câu nói của anh Lê Hoàng. Thưa quý vị, rõ ràng là như Lê Hoàng thấy là nói rằng là ở đây là Broadway, nó là một cái thể loại cũng khá mới mẻ so với khán giả tại Việt Nam. Mà không những thế, cái bài hát của Phương Vi được giao cũng là một bài hát rất là mới. Mà thường á, là khi đi thi thì chúng ta lựa những bài hát cũ đã đi vào lòng quý vị khán giả thì nó dễ vào tim hơn. Nhưng mà hy vọng rằng là với một cái sự đột phá và liều lĩnh của Phương Vi, ngày hôm nay cũng sẽ chinh phục được trái tim của quý vị và các vị giám khảo. Và xin một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Phương Vi ạ. Cảm ơn em. Quý vị và các bạn thân mến, và có thể nói rằng là ngày hôm nay chúng ta đã theo dõi một trận chiến rất là nảy lửa và hầu như là nghẹt thở, bởi vì ba bài hát mà hai ca sĩ thể hiện đều rất là đặc sắc, rất là ấn tượng. Và ngay bây giờ, Thành xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục xem qua một đoạn video clip về giải thưởng. Nếu như họ trở thành quán quân của chương trình, họ sẽ nhận được những gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Các ca sĩ khi tham gia chương trình sẽ nhận được một điện thoại Nokia Lumia 1520 và có cơ hội giành giải thưởng chung cuộc trị giá 400 triệu đồng. Hàng tuần, nhà tài trợ Nokia Việt Nam sẽ trao 5 điện thoại Nokia X cho 5 khán giả may mắn khi tham gia bình chọn cho các ca sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với tuyệt đỉnh trong đài The Ultimate Entertainer. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng theo dõi một tiết mục rất đặc biệt của một vị ca sĩ khách mời. À mà không những là một mà đến hai, là bởi vì đây là một tiết mục kết hợp. Một người sẽ hát chính và một nhân vật kia là bình thường quý vị thấy là cũng sáng tác nhạc cũng hát, nhưng ngày hôm nay sẽ biểu diễn đàn cho sân khấu để tiếp tục cùng cộng thêm cái sức mạnh và sức nóng cho tiết mục này. Và thưa quý vị, cũng như Trấn Thành đã nói, rất nhiều ca sĩ trẻ hiện nay đã làm mới những dòng nhạc xưa và mang nó trở lại với khán giả yêu âm nhạc. Và đó là một dấu hiệu rất đáng mừng. Và
Bây giờ con sẽ là một ví dụ điển hình. Thưa quý vị, một cô ca sĩ rất trẻ, rất hot, rất nồng cháy với tất cả những bài hit về dancing như ngày hôm nay sẽ cực kỳ chất với những ca khúc xưa được làm mới. Và thưa quý vị, liên khúc ngay sau đây sẽ được gửi tặng cho quý vị với phần trình diễn kết hợp rất độc đáo, rất ấn tượng của Hà Hồ và Phương Nguyên. Cho quên đi đôi mắt u buồn, ánh mắt đắm đuối, đôi môi đam mê, đôi tay buông lơi. Anh yêu đã giết ta trong một đêm gây mê buồn. Vì yêu anh nên ta đã hóa ngây ngô rồi. Mỗi sáng mỗi tối, ta điên ta say với bóng men. Đã thế những nỗi đau thương chua cay đâu không ai hay khi anh đã giết ta trong một đêm gây mê buồn. Nào ngờ anh quay lưng cho ta quá đau buồn, giữa quãng đời làm người tình si quá ngây dại, ôm lòng vỡ nát. Chút hết trong ly dầu nào. Woo! Dốc hết tình này ta chờ đợi người. Dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì đợi tình xa, tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau. Chờ hết ngày sau còn nợ gì nhau. Chờ hết trong người, chờ luôn mắt môi nụ cười. Chờ sau đời còn hư không. Này ra con ta đừng nào cho ta. Anh ơi, em không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, nhớ mong hoài. Anh ơi, em không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, chờ. Trả xong đời còn hư không. Này gió, gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào.
cho nhau. Thôi, đừng để nhau yên sâu. Một trong các đây nồng nhiệt nữa cho sự kết hợp đặc biệt của Phương Nguyên và Hồ Ngọc Hà. Vâng, rõ ràng chúng tôi nói là phong độ là nhất thời, chỉ đẳng cấp là mãi mãi. Rõ ràng một cái sự xuất hiện với một cái sự pha trộn bao nhiêu dòng nhạc như thế, và bài nào cũng được phối lại với những cái giai điệu cực kỳ lạ mà vẫn không thể nào làm cho chúng ta không nhớ được những cái dòng nhạc cũ và những cái bài hát đã đi vào lòng quý vị từ rất nhiều năm trước. Và đó là những sự làm mới theo Trấn Thành thấy là cực kỳ có giá trị nghệ thuật. Và xin một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiết mục vừa rồi trên sân khấu, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, chúng ta cũng đừng quên bình chọn cho hai ca sĩ trong đêm chung kết. Hãy nhắn 08 cho Hoàng Hải và 10 cho Phương Vi gửi về tổng đài 8369 nếu như quý vị và các bạn muốn bình chọn cho họ. Thời gian bình chọn sẽ bắt đầu từ bây giờ cho đến hết 24 giờ ngày hôm nay. Và đợt thứ hai sẽ là vào thứ bảy tuần sau, trong lúc họ đang trình diễn bài hát đơn của mình. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho hai ca sĩ mà mình yêu thích. Và ngay bây giờ, mỗi một thuê bao chỉ được nhắn một tin thôi quý vị nhé. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị và các bạn xem ngay sau đây những hình ảnh mà các ca sĩ đã biểu diễn trong chương trình ngày hôm nay để quý vị và các bạn có thể nhớ lại và tiện việc bình chọn. Mời quý vị cùng theo dõi. Hoàng Hải và Phương Vi. Hãy tiếp tục nhắn tin bình chọn cho hai ca sĩ để có được cơ hội nhận được điện thoại Nokia X. Và thưa quý vị, Hoàng Hải quý vị sẽ nhắn 08 và Phương Vi sẽ nhắn mã số 10 và gửi về 8369 quý vị nha.
Và chúng tôi hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ phần công bố kết quả ai sẽ là quán quân của Tuyệt Đỉnh Tranh Tài mùa đầu tiên, cũng như là đêm gala trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ thứ bảy tuần sau. Và đừng quên theo dõi Tuyệt Đỉnh Tranh Tài đêm cuối cùng, đêm đăng quang. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình The Ultimate Entertainer Tuyệt Đỉnh Tranh Tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng Sắc Ngọc Khang thuộc công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào đêm trao giải thứ bảy tuần sau.